Chào mừng các bạn đến với chương trình Derby Manchester được phát sóng độc quyền trên MyTV Football. Derby thành Manchester sẽ là một thế giới hoàn toàn dành riêng cho các fan của hai đội bóng nổi tiếng này. Sẽ không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cùng mở màn với Manchester United nhé! Ngày hôm qua, Manchester United đã thua tan nát trước Liverpool 0-3 trong trận cầu giao hữu tiền mùa giải. Phải nói là dù thua đậm nhưng MU đã có một trận thi đấu khá ổn, khá tiềm năng. Dù vậy thì đó cũng không phải là nỗi bận tâm của các cổ động viên Man United thời điểm này. Với họ, cuộc chiến trên thương trường mới là thứ đáng để quan tâm. Mandzukic và De Ligt đang đứng trước ngõ của họ rồi. Với việc Leniro gặp chấn thương, De Ligt và Mandzukic đang được mong đợi hơn bao giờ hết. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới Derby Manchester bằng những thông tin cập nhật mới nhất nhé! Manchester United đang tiến gần hơn đến việc hoàn tất bản hợp đồng lớn thứ 3 trong mùa hè này. Và Mandzukic chính là cái tên đó. Một lịch kiểm tra y tế đã được lên kế hoạch dành riêng cho hậu vệ người Maroc. Dưới sự lãnh đạo của Sir Jim Ratcliffe, Man United đã thay đổi cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng, không còn lúng túng như trước. Trong khi các đối thủ như Liverpool chưa ký được cầu thủ nào, Man United đã ký hợp đồng với Lenny Yoro và Joshua Zirkzee. Man United đang nhắm tới việc bổ sung thêm một hậu vệ phải, một trung vệ và một tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, trước khi có thể tiến hành các bản hợp đồng này, đội bóng cần phải thanh lý một số cầu thủ. Để đảm bảo sự nhanh chóng trong các thương vụ, Man United đã chuẩn bị sẵn sàng các điều khoản cá nhân với Nusse Mastraoui, Matthijs de Ligt và Manuel Ugarte với hợp đồng kéo dài 5 năm và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Hậu vệ phải của Bayern Munich Mastraoui đã lên lịch kiểm tra y tế vào thứ 3 tới, ngay sau khi trở về từ chuyến du đấu Hàn Quốc Bayern. Man United kỳ vọng có thể hoàn tất thương vụ này kịp thời để Mastraoui có thể tham gia trận tranh siêu cúp Anh gặp Manchester City vào ngày 10 tháng 8. Mastraoui sắp đến đồng nghĩa với việc Wan-Bissaka sẽ rời khỏi Manchester United vào một ngày không xa. Sky Germany và báo cáo từ Pháp đều cho biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thương vụ Wan-Bissaka hoàn tất. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định Man United sẽ ký hợp đồng với Mastraoui ngay sau khi Wan-Bissaka được bán. West Ham đang tăng tốc việc chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ Man United cùng với 3 bản hợp đồng khác là Guido Rodriguez, Crescencio Somerville và Niklas Fulkrug. Việc chuyển nhượng Wan-Bissaka là quan trọng nhất đối với Man United, giúp đội bóng có thể ký hợp đồng với Mastraoui. Wan-Bissaka đã đồng ý với các điều khoản cá nhân với West Ham và các cuộc đàm phán về phí chuyển nhượng đang tiến triển. Về phần mình, Man United đã đồng ý một thỏa thuận độc lập với Bayern cho Mastraoui với mức phí từ 15 triệu đến 20 triệu bảng. Điều này cho thấy Man United đang có một mùa chuyển nhượng thành công và đầy hứa hẹn, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhưng câu chuyện đối với De Ligt lại không đơn giản như thế. Phát biểu về mục tiêu chuyển nhượng của Man United, trung vệ Matthijs de Ligt, giám đốc thể thao Bayern Munich, Mark Eden bày tỏ, De Ligt đã gắn bó với Bayern được 2 năm và nhiều cổ động viên yêu mến cậu ấy. Dĩ nhiên, sẽ đến lúc bạn phải đưa ra quyết định. Còn bây giờ, De Ligt vẫn đang là cầu thủ của Bayern và nhận được sự ủng hộ từ chúng tôi. Tờ Bio tiết lộ rằng Bayern sẽ không để De Ligt ra đi với giá nhỏ hơn 50 triệu euro. Dù vậy, Manchester United đang tích cực đàm phán để hoàn tất việc chiêu mộ bộ đôi Matthijs de Ligt và Nusse Mastraoui từ Bayern Munich. Dù đã bị từ chối một lời đề nghị chuyển nhượng kép trước đó, Quỷ Đỏ vẫn không ngừng nỗ lực để đạt được thỏa thuận với đội bóng nước Đức. Theo Fabrizio Romano, trong chương trình Here We Go số mới nhất, Bayern Munich đang yêu cầu mức phí 43 triệu bảng cho De Ligt và 17 triệu bảng cho Mastraoui. Tuy nhiên, Man United không muốn trả số tiền tổng cộng vượt quá 60 triệu bảng. Do đó, câu lạc bộ thành Manchester đang tổ chức các cuộc đàm phán để hạ mức định giá này. Man United tự tin rằng họ có thể đạt được thỏa thuận với mức giá thấp hơn 60 triệu bảng trong mùa hè này. Sự quyết tâm này xuất phát từ việc Bayern Munich cũng muốn bán cả De Ligt và Mastraoui, làm cho quá trình đàm phán trở nên dễ dàng hơn. Việc chiêu mộ De Ligt và Mastraoui sẽ giúp Man United củng cố hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh huấn luyện viên Erik ten Hag đang cần thêm sự bổ sung ở vị trí trung vệ và ở vệ phải. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp Man United cải thiện chất lượng đội hình và tăng cường sự cạnh tranh trong mùa giải mới. Tin vui đã đến với Man City khi Ederson gần như sẽ ở lại Etihad. Tương lai của thủ môn Ederson tại Manchester City đã gây ra nhiều đồn đoán, đặc biệt khi anh là mục tiêu của Al Ittihad từ giải Saudi Pro League. Tuy nhiên, Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng và có nhiều dấu hiệu cho thấy Ederson có thể sẽ ở lại. Ederson đã thể hiện phong độ ổn định và là một phần quan trọng trong thành công của Manchester City. Khả năng cản phá xuất sắc và chơi bóng bằng chân vượt trội của anh đã giúp đội bóng duy trì sự ổn định và phát động tấn công hiệu quả. Sau trận giao hữu cuối cùng với Chelsea, Ederson đã hát ca khúc Wonderwall của Oasis và vỗ vào logo Man City, cho thấy anh hạnh phúc và gắn bó với câu lạc bộ. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã khẳng định không muốn mất Ederson trong mùa hè này. Thêm vào đó, Al Ittihad đã từ bỏ việc ký hợp đồng với Ederson, chuyển sang một thủ khác là Predrag Radkovic. Điều này càng củng cố khả năng Ederson sẽ tiếp tục ở lại Man City, giúp đội bóng duy trì sức mạnh và sự ổn định trong mùa giải tới.
Nhưng có một câu chuyện khác mà các khán giả của Man City chú ý hơn trong trận đấu ngày hôm qua, đó là về Calvin Phillips. Calvin Phillips đã khiến nhiều người hâm mộ Manchester City bất ngờ khi chơi ở vị trí trung vệ trong các trận giao hữu gần đây. Phillips, người đã gia nhập Man City từ Leeds United với giá 45 triệu bảng, đã không có mùa giải đầu tiên suôn sẻ tại sân Etihad khi anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, trong chuyến du đấu tại Mỹ, Pep Guardiola đã quyết định thử nghiệm Phillips ở vị trí trung vệ và kết quả đã mang lại nhiều dấu hiệu tích cực. Trong trận đấu với Barcelona, Phillips đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi anh thể hiện sự chắc chắn và khả năng chuyển bóng tốt. Sự thành công này tiếp tục được chứng minh trong trận thắng 4-2 trước Chelsea, nơi Phillips lại một lần nữa gây ấn tượng với màn trình diễn của mình. Những trận đấu này cho thấy Phillips có khả năng thích nghi nhanh chóng với vai trò mới, và điều này có thể giải thích vì sao anh trông thoải mái hơn khi thi đấu ở vị trí trung vệ. Có vẻ như ở vị trí trung vệ, Phillips không phải lo lắng quá nhiều về vị trí đứng và nhiệm vụ phòng ngự phức tạp như khi anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều này giúp anh tập trung hơn vào việc cản phá và phát động tấn công từ phía sau. Sự thay đổi này đã giúp anh phát huy được kỹ năng chuyền bóng và đọc trận đấu, làm cho anh trở thành một lựa chọn khả dĩ cho vị trí trung vệ trong đội hình của Pep Guardiola. Người hâm mộ Man City đã có nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội sau khi chứng kiến màn trình diễn của Phillips. Tờ Manchester Evening News đã đánh giá cao màn trình diễn của anh, cho rằng nếu Man City không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ, Phillips có thể đã có cơ hội để khẳng định mình ở vị trí này. Tuy nhiên, thực tế là nhiều cầu thủ trung vệ của Man City vẫn đang trong kỳ nghỉ, do đó cơ hội của Phillips chỉ mang tính tạm thời. Tính đến thời điểm hiện tại, tương lai của Phillips vẫn còn là một dấu hỏi cực lớn. Nếu xét về mặt lý trí, dựa trên những đóng góp và cả giá trị chuyển nhượng, Calvin Phillips phải bị đẩy lên sàn bán càng sớm càng tốt. Nhưng trận đấu trước Barca đã khiến cho người ta phải phân vân. Nhiều người đã phóng chiếu vụ việc này với sự vụ của Yaya Touré thời Barcelona. Tuy nhiên, câu chuyện đối với Phillips có lẽ sẽ đơn giản hơn như thế, bởi lẽ so với Touré, tầm vóc của Phillips thấp hơn, anh cũng không có kiểu vùng vàng như cựu tiền vệ Barca. Nhiều người nói về kỹ năng chuyền bóng và khả năng xử lý bóng dưới áp lực kém của Calvin. Thế nhưng, anh có thể chuyển tệ đối với một tiền vệ, nhưng đối với yêu cầu từ một trung vệ, khả năng chuyền bóng của anh sẽ là ổn. Hơn nữa, việc chơi thấp sẽ khiến Calvin bấp lâm vào viễn cảnh phải xử lý bóng dưới áp lực hơn. Một số người hâm mộ đã đề xuất việc giữ Phillips ở lại để anh có thể thi đấu ở vị trí trung vệ, trong khi John Stones có thể chuyển lên chơi ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, với sự trở lại của các cầu thủ khác và sự xuất hiện của tài năng trẻ Nico O'Reilly, cơ hội này có thể không kéo dài. Hiện tại, vẫn có nhiều đồn đoán về khả năng Phillips sẽ rời Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với sự quan tâm từ Galatasaray và một số câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Phillips ở vị trí trung vệ có thể khiến Man City cân nhắc lại về kế hoạch bán anh. Nếu không có thỏa thuận chuyển nhượng hợp lý, Phillips có thể tiếp tục ở lại và trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của Pep Guardiola. Những thử nghiệm này đã mở ra một hướng đi mới cho Phillips và có thể giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Việc Calvin Phillips thi đấu xuất sắc ở vị trí trung vệ đã giải quyết được nhiều vấn đề cho Man City trong ngắn hạn và mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai của anh tại câu lạc bộ. Dù tương lai dài hạn của Phillips vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những gì anh thể hiện gần đây đã cho thấy tiềm năng và sự linh hoạt trong chiến thuật của Pep Guardiola. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Man City mà còn giúp Phillips có thêm cơ hội khẳng định bản thân trong sự nghiệp thi đấu của mình. Với bối cảnh Man City sẽ gần như không thể mua thêm người ở phiên chợ hè này, thì giải pháp giữ lại Calvin Phillips cũng là một giải pháp tốt. Hãy cùng khép lại video clip ngày hôm nay với tình hình của tân binh Savinho, người có những phát biểu cực kỳ tham vọng trong cuộc phỏng vấn mới nhất. Savinho đã hứa sẽ tạo ra lịch sử với đội bóng, chuyển đến từ Choa với giá 30 triệu bảng vào tháng 7 sau khi tỏa sáng khi thi đấu cho Girona mùa trước. Cầu thủ 20 tuổi này đã giúp cho đội bóng Tây Ban Nha giành vé dự Champions League và đặt mục tiêu cao hơn tại Manchester. Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi có mặt ở đây. Tôi không thể chờ đợi để mặc áo đấu, ra sân và thể hiện khả năng của mình, Savinho chia sẻ. Tôi muốn làm việc chăm chỉ với các huấn luyện viên và đồng đội để phát triển bản thân. Giờ đây, mục tiêu của tôi là Manchester City. Dưới tờ Pep Guardiola, Man City đã giành 6 trong 7 chức vô địch Premier League gần nhất. Savinho cam kết sẽ tiếp tục đạt thành công này và thúc đẩy tham vọng giành thêm một danh hiệu Champions League nữa cho đội bóng. Savinho đã chọn mặc áo số 26, số áo của thần tượng Riyad Mahrez, người đã giành 10 danh hiệu lớn với Man City trước khi chuyển đến Al Ahly. Mahrez là hình mẫu cho tôi từ khi còn nhỏ, bây giờ là lượt của tôi để tạo ra lịch sử riêng. Và đó là những gì trọn vẹn có trong derby thành Manchester số ngày hôm nay. Manchester United có những bước tiến mạnh mẽ thì Man City cũng chẳng hề kém cạnh khi xử lý được một loạt vấn đề nội bộ lực lượng. Đó cũng sẽ là cục diện gay cấn diễn ra xuyên suốt mùa giải sắp tới. Các bạn đánh giá như thế nào về tình hình hai đội trong 24 giờ đồng hồ vừa qua? Hãy cho chúng tôi biết với nhé! Giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại!